Quang Thảo kính chào quý vị khán giả của kênh Quang Thảo Channel. Hôm nay chúng ta lại được gặp nhau, nhưng mà Quang Thảo không kể chuyện ma, cho nên chắc chắn là ở trong cái tập này sẽ không có ma xuất hiện. Sở dĩ Quang Thảo nói như thế ở đầu mỗi tập vì kênh của Quang Thảo có hai cái chuyên mục, đó là chia sẻ một vấn đề tâm linh hoặc là kể một câu chuyện ma. Quang Thảo nói như thế để mọi người có cái sự chọn lựa ngay từ đầu, để cái sự thưởng thức của mọi người nó sẽ được trọn vẹn hơn. Và hôm nay Quang Thảo chia sẻ một cái đề tài tâm linh mà Quang Thảo thấy là nó khá hấp dẫn. Đó là cặp đèn cầy bái quan, sự linh thiêng báo ứng là có thật. Khi mà chúng ta nói về chủ đề này thì Quang Thảo nghĩ là có nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, vẫn chưa biết cặp đèn cầy bái quan là gì. Cặp đèn cầy bái quan là một cái vật phẩm, hay gọi là một cái vật lễ không thể thiếu trong cái lễ bái quan. Bái ở đây tức là lại, quan là quan tài. Đây là một cái nghi thức bắt buộc của đạo Tỳ, được thực hiện như một lời xin phép là cho chúng tôi được động vào cái quan tài để đưa cái quan tài về một cái nơi an nghỉ cuối cùng. Trong nghi thức này thì cái người chủ lễ họ sẽ mặc một cái áo màu đen, và trên đầu của họ họ cũng chích một cái khăn tang trắng, nhưng mà là nhỏ thôi, và họ sẽ cột lệch về bên phải. Trước tiên thì họ phải cáo đạo lộ bằng 12 nén nhang để xin phép trong cái quá trình mà đưa cái quan tài đi thì nó sẽ suôn sẻ, nó thuận lợi. Bởi vì trong thực tế thì có nhiều trường hợp rất kinh khủng, đó là bị vấp ngã và cái quan tài rớt xuống trên dọc đường đi khi chưa tới cái huyệt mộ. Và ngày xưa đó, người ta còn tâm linh đến mức độ là trong quá trình mà di quan á, mà cái quan tài ngã rớt xuống ở cái vị trí nào thì phải chôn ở đó, nếu mà không chôn ở đó thì sẽ có chuyện. Cho nên nó xảy ra nhiều cái chuyện rất khó xử. Thành ra là cái phần lễ cáo đạo lộ bằng 12 nén nhang này cực kỳ quan trọng. Và cái con số 12 này người ta tượng trưng cho 12 loại cô hồn khác nhau. Và cái người chủ lễ đó, sau đó họ sẽ đi từng bước một, và đặc biệt họ sẽ bước bằng chân trái lên trước. Họ sẽ chấp trên đầu của họ là một cái cây trắc. Cái cây trắc nó nằm ngang cái trán, và họ cầm ở hai đầu cây trắc. Và sau đó ở hai đầu cây trắc, ở trên hai bàn tay của họ, là họ cầm mỗi tay một cây đèn cầy. Đó là cây đèn cầy bái quan, lúc này đã được thắp lửa lên rồi. Thì cái loại đèn cầy bái quan này là một cái loại đèn cầy lớn, và nó thường là nó có màu đỏ. Và cái chiều dài của cái cặp đèn cầy bái quan trung bình thì đâu đó nó khoảng từ 30 đến 50 cm. Cặp đèn cầy bái quan chính là biểu tượng, là đại diện cho sứ giả âm gian, hay còn gọi là âm phủ. Đó là hai vị thần gọi là Hắc Bạch Vô Thường. Ở đây họ là hai vị sứ giả, và họ thường đi theo một cặp, một đen một trắng, có nghĩa là một người có gương mặt màu đen, một người có gương mặt màu trắng. Và họ tượng trưng cho một đêm một ngày, họ tượng trưng cho một âm một dương. Người ta nói rằng là khi mình thắp cái cặp đèn này lên thì lập tức nó tỏa ra một cái lọc khí rất lớn. Nó lớn đến mức độ mà nó có thể giúp gia chủ là thay đổi cả vận mạng, và thậm chí là xua đuổi tà ma, xua đi tất cả những cái gì xui xẻo. Và những người xưa họ còn tin rằng cái người mất ở trong đám tang á, mà càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái sự linh thiêng của cặp đèn cầy bái quan này càng cao bao nhiêu. Và nó được xem như là một cái vật phẩm phong thủy mà không có cái món đồ nào có thể sánh được. Sau khi cái đám tang kết thúc thì người nào giữ cái cặp đèn cầy bái quan này nè thì coi như là cầu gì được nấy. Và theo như cái tâm linh của người xưa thì cái cặp đèn cầy bái quan này nó hiển linh, nó mang lại một cái hiệu quả cực kỳ lớn trong tất cả những cái việc hệ trọng của con người. Và đại diện như là trong cái việc làm ăn buôn bán, nếu cái ngày khai trương cửa hàng gia chủ thắp cái cặp đèn cầy bái quan này lên và cắm lên trên cái mâm đồ cúng mà thường chúng ta thấy trong ngày khai trương á, cúng để khấn vái xong rồi mới đem cái cặp đèn cầy bái quan này đến cái bàn thờ của ông địa ông thần tài cắm lên đó, thì lập tức cái cửa hàng hay là cái quán ăn của gia chủ sẽ đông khách.
Rồi họ còn tin là đối với những người làm ăn lớn mà chúng ta gọi là ông sếp, ông chủ đó, trước khi ra khỏi nhà để gặp đối tác, để ký kết làm ăn một cái gì đó, thì phải thắp cái cặp đèn cầy bái quan này lên, rồi sau đó cầu xin, thành tâm, thì cái cuộc thương thảo đó sẽ thành công rực rỡ. Và trong rất nhiều cái thương vụ đó, họ tin họ thành công là nhờ cái sự phù hộ của cặp đèn cầy bái quan này. Và trong học hành thi cử cũng vậy, người ta tin là trước khi đi thi, thắp cái cặp đèn cầy bái quan này lên, thành tâm khấn vái, thì đầu óc trở nên minh mẫn và cái kết quả thi đương nhiên là thành công mỹ mãn. Nó còn kỳ lạ hơn nữa là người ta còn tin rằng trong gia đình nếu như có em bé mới sinh mà hay khóc lóc á, khóc đêm, thì chúng ta cứ thắp cặp đèn cầy bái quan này lên, rồi cầu xin để cho cái đứa bé này nó khỏe mạnh, thì nó sẽ không còn khóc đêm nữa, nó sẽ ăn ngoan chống lớn gì đó, và nó sẽ thậm chí là xinh đẹp nữa. Và nếu như trong gia đình mà vợ chồng lục đục với nhau, thắp cặp đèn cầy bái quan này lên, xin cho gia đạo con được bình an, thì một thời gian sau cuộc sống gia đình sẽ được ôn hòa. Đó là tất cả những cái niềm tin của người ta gửi gắm vào cái sự linh thiêng của cặp đèn cầy bái quan. Nhưng mà cái gì thì nó cũng có hai mặt của nó. Cặp đèn cầy bái quan cũng có những nguyên tắc rất kỳ lạ. Những người xưa họ đã tin rằng nếu như cái cặp đèn cầy bái quan này mà rơi vào tay của những ông thầy pháp tà đạo, thì họ sẽ dùng cái cặp đèn này để luyện cái phép thuật xấu để hại người, thì rất là nguy hiểm. Và ai mà cất giữ cái cặp đèn cầy bái quan này là phải cất ở cái nơi trang nghiêm, và đặc biệt là tuyệt đối không được để cái cặp đèn này nó bị hư hay nó bị gãy, và càng không được cắt cái cặp đèn ra từng cái mảnh nhỏ. Bởi vì ở trong gia đình có những người họ vì thương nhau mà anh em đông, nên là họ chia ra mỗi người một khúc nhỏ giống như là cái lọc vậy đó, thì cái điều này là cái điều tối kỵ. Và họ còn cảnh báo rằng nếu như chúng ta không giữ theo những cái quy tắc này thì gia đình sẽ gặt một cái hậu quả rất là khôn lường. Thật sự thì không biết cái lời cảnh báo này nó linh nghiệm đến đâu, nhưng bây giờ Quang Thảo sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ngắn thôi về cái sự tranh giành để sở hữu cặp đèn cầy bái quan này. Chuyện nó đã xảy ra với gia đình của ông Ba Mẹo ở miền Tây mấy mươi năm về trước. Và cái kết quả tranh giành này nó rất kinh khủng, và nó đã làm cho cái người dân thời đó họ quan mang, họ lo sợ. Và sau vụ việc này thì họ càng tin vào cái sự linh thiêng báo ứng của cặp đèn, nhất là trong cái việc nhân quả về lòng tham con người. Chuyện xảy ra khi ông Mẹo qua đời ở tuổi 89. Cái tuổi này thì ở dưới quê người ta gọi là thượng thọ rồi. Vợ của ông Mẹo thì chết vào nhiều năm trước đó, nhưng mà cũng không có nghe nói gì về cái cặp đèn bái quan trong đám tang của bà. Ông Mẹo thì có 9 người con, có 2 người con cũng đã mất, và có 3 người con thì chuyển đi nơi khác sinh sống, và chỉ còn 4 người con là sống gần ông, và họ có mặt, họ tham gia trong cái cuộc tranh chấp cặp đèn cầy bái quan này. Vì cha của họ mất ở tuổi 89, cho nên tất cả những cái người con này họ đã manh nha trong đầu từ trước, họ sẽ dành cái cặp đèn cầy bái quan này để phục vụ cho những mưu cầu của họ. Sau đám tang thì bàn thờ của ông Ba Mẹo được đặt ở trong cái nhà thờ lớn của ông bà. Vợ chồng của cậu Út thì ở cái căn nhà này là sẽ có nhiệm vụ thờ cúng ông sau này nữa. Và cái cuộc tranh giành cặp đèn cầy bái quan này diễn ra sau đám tang và ngay trước bàn thờ của ông Mẹo luôn. Và có 3 người con tranh giành với nhau, và vợ chồng của cậu Út thì đứng ngoài cuộc. Cái người thứ nhất á, là người con trai tên là Thượng, thì anh này là anh chủ của nhà máy che đường. Nhà máy che đường là cái nơi mà người ta đi thu mua những cái cây mía tươi, bó là thành bó lớn, và sau đó người ta cán cái bó mía đó ra, giống như là mình thấy mấy cái xe nước mía vậy đó, nhưng mà nó khổng lồ hơn, nó to hơn. Và người ta lấy cái nước mía đó, người ta nấu thành đường, mà gọi là đường mật, và sau đó lại tiếp tục cung cấp cho cái cơ sở làm đường cát trắng. Đó là một cái nhà máy gọi là nhà máy che đường. Thì anh này,
ảnh cần cái cặp đèn cầy bái quan để ảnh để trong cái cơ sở làm ăn của ảnh, để phục vụ cho những cái hợp đồng gì đó của ảnh. Cái người con thứ hai đó là người con trai tên Lực, thì anh này là chủ của một trại mộc cũng khá lớn, và ảnh cũng cần cái cặp đèn cầy bái quan này để phục vụ cho công việc làm ăn. Cái người thứ ba là người con gái tên là Hò, thì chị Hò này không có làm ăn gì cả, chỉ làm ruộng thôi. Nhưng mà chị Hò chỉ có cái lý do là chị có đứa con gái sắp sanh con, tức là cháu ngoại của ông ba đó, nên chỉ cần cái cặp đèn này để khi mà sanh cháu ra thì sẽ khấn vái cho cháu được khỏe mạnh và không có khóc quấy gì đó. Nói chung là những cái lý do mà cả ba người này đưa ra đều chính đáng hết. Có điều là không ai nhường ai, và họ đang có một cái dấu hiệu là có thể là dẫn đến cãi vã nhau. Tại sao mà hai vợ chồng anh Út này lại đứng đó khóc mà không có dám can dự vô? Bởi vì cái lúc ông ba ổng bệnh á, thì chị Hò dọn về đây ở để chăm sóc ông ba. Cái tiền thuốc thang cho ông ba thì cái anh mà chủ nhà máy che đường thì bỏ ra. Rồi khi ông ba mất á, cái tiền mua hòm, cái tiền tổ chức tang lễ gì đó thì cái anh chủ của cái trại mộc lại là người bỏ tiền ra. Và cả ba người này đều thống nhất là cái tiền phúng điếu trong đám tang của ông ba thì cho 100% cho vợ chồng anh Út này. Chính vì vậy mà vợ chồng anh Út cứ im lặng chịu đựng. Lúc đầu á, ba anh em họ nói chuyện với nhau đàng hoàng, nhưng sau đó thì lớn tiếng, rồi sau đó thì đập bàn đập ghế. Cái hôm mà tranh chấp đó đó thì chị Hò chỉ có dẫn theo đứa con gái mà sắp sanh đó đó đi theo. Và lúc này cái cô này cổ thấy mẹ của mình nó bị hai ông cậu ăn hiếp thì cổ mới nói hỗn hào, và thậm chí là cổ chửi ông cậu nữa. Thì lúc cái nóng giận mà thì cái anh Lực ảnh mới nhào vô, ảnh mới xô. Ảnh xô thì cái cô con của chị Hò ngã lăn ra đất, mặc dù lúc đó đó là cháu đã mang thai là 6 tháng. Và cái chuyện này nó làm cho anh Thượng ảnh thấy cái sự quá đáng của anh Lực này, ảnh nhào vô anh đánh anh Lực. Rồi chị Hò thì là một cái người nóng nảy và gào khóc lên. Rồi cái người con của chị Hò là người có bầu á, lại được nước làm tới luôn. Và cổ đứng dậy và cổ chụp giật cái cặp đèn bái quan. Và sau đó thì chị Hò chỉ lại chụp cặp đèn lại và chỉ nói rằng được rồi, bây giờ đã tới nước này thì tôi đập cho nát cặp đèn luôn. Thì chị Hò chỉ mới đập xuống đất. Chỉ đập một cái thì cặp đèn chưa có gãy mà nó bắt đầu nó có cái dấu hiệu nó hơi lung lơ rồi. Thì anh Lực á, anh nói mày đập được, tao đập được. Mày coi tao đập nè. Anh mới chụp cái một cây đèn, anh đập một cái thì cái đèn gãy làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, anh Thượng cũng vậy, trong cái cơn nóng giận thì nói là tụi bay chơi mất dạy như vậy hả, tao phá nát luôn. Thì ảnh lại nhào vô, ảnh chụp đèn, ảnh đập. Và trong cái sự hỗn độn đó, không ai nhớ rõ cái trình tự như Quang Thảo nói nãy giờ. Đại khái là như thế, có nghĩa là người này đập trước, người kia đập sau, người này chửi một câu, người kia chửi một câu, và nó hỗn độn hết. Và cuối cùng thì tan nát hết. Trong cái lúc mà anh em họ ấu đả với nhau như vậy thì chòm sớm có kéo lại coi. Và trong cái đám người này thì có một cái người lớn tuổi là cái người bà con với ông ba mẹ, là kêu ông ba mẹ bằng anh. Thì đây là người xưa lớn tuổi và họ có kinh nghiệm mà. Thì khi họ thấy cái cặp đèn cầy bái quan mà gãy nát như vậy thì ông này ổng quá kinh hãi, ổng gào lên, ổng khóc. Và ổng trong cái phản ứng nhanh đó, ổng nhào tới, ổng chụp được đứa nào ổng chụp, ổng đánh được đứa nào ổng đánh. Và ổng cứ la lên, ổng chửi ba anh em nhà của anh Thượng là tụi bay là quá mất dạy rồi. Tụi bay không có biết nghĩ tới ba của tụi bay thì tụi bay cũng phải biết sợ trời, sợ đất, sợ thần, sợ thánh, sợ tổ tiên, ông bà chứ. Tại sao tụi bay đụng tới cặp đèn cầy bái quan như vậy là không xong rồi. Rồi chưa dừng lại ở đó, cái người đàn ông lớn tuổi này, ổng nhào tới, ổng ôm cái bàn thờ của ông ba. Ông khóc lên, ông nói là anh ba ơi, con của anh nó quá mất dạy rồi. Nếu mà anh linh thiêng thì anh bẻ cổ cho tụi nó chết đi. Giống như là một cái phản ứng của cái sự sợ hãi. Và cái phản ứng mạnh này của ông già làm cho ba anh em anh Thượng bắt đầu chùng xuống. Lúc này thì họ cảm giác là họ có cái gì đó cũng hối hận về sự quá đáng của mình. Nhưng mà họ đổ lỗi cho nhau và họ nói rằng là cho tới chết họ cũng không dòm mặt nhau nữa.
Rồi cuối cùng thì ai cũng về nhà nấy. Tuy rằng họ có thấy hối hận, nhưng mà họ bỏ qua cái lời cảnh báo của ông già về sự linh thiêng báo ứng của cái cặp đàn cày bái quan. Và thật sự thì cũng không ai ngờ là lại có một cái chuyện quá kinh khủng nó diễn ra sau khi cái cặp đàn cày bái quan này gãy nát như vậy. Nó trùng hợp đến khó tin. Cái hiện tượng đầu tiên xảy ra đó là mấy ngày sau cái ngày mà anh em họ ấu đả với nhau để tranh giành cặp đèn đó, thì cái trại mộc của anh Lực bị cháy. Lúc này anh Lực ảnh đổ thừa là một là anh Thượng, hai là chị Hò là người đốt của trại mộc của ảnh để mà trả thù. Tuy là dập lửa kịp, không có thiệt hại về người, nhưng mà cái tài sản của ảnh nó cũng cháy rụi một phần. Ảnh mới lên trên xã ảnh thưa, nhưng mà thật ra ở bên công an xã người ta đâu có xử được, bởi vì thứ nhất là cũng không có cái bằng chứng gì, và cái thứ hai thì ở dưới quê cái thời đó đó, cái chuyện mà nhà cháy một góc nhà gì đó nó cũng không phải là một cái gì kinh khủng để mà kiện thưa như thế, cho nên là không có kết quả gì. Và sau cái vụ cháy nhà này thì anh em của họ nó rạn nứt hơn. Rồi vừa xong cái chuyện của anh Lực thì lại tới chuyện của anh Thượng. Lúc đầu Quang Thảo có nói là anh Thượng là anh có cái nhà máy làm che đường. Cái hôm đó cũng giống như mọi hôm, thì cái anh người làm công của anh Thượng đó, mỗi ngày thì anh ta ôm từng cái bó cây mía để đút vô hai cái ống thật là to, Quang Thảo cũng không biết gọi là cái gì, hình như nó gọi là một cái con lăn hay là cái trục đó, giống như cái xe nước mía chúng ta đó, thì cầm từng bó cây mía để đút vô hai cái trục đó. Nhưng ngày hôm đó cái anh thợ này tự nhiên ảnh bị dấp té, và ảnh té sóng xoài và ảnh duỗi cái tay đi theo cái bó cây mía, và nó bị hai cái trục sắt đó nó cuốn và nó dập nát cái tay đến sát cái nách luôn. Và cũng may là tắt được cái máy đó kịp và đưa anh này đi cấp cứu, cắt luôn cái cánh tay. Và sau khi anh này ảnh tỉnh lại thì ảnh mới nói là lúc ảnh ôm cái bó mía đến thì ảnh thấy có một cái gì đó kỳ lạ, giống như có ai đó hiện ra và xô ảnh té. Ngoài cái chuyện mà anh Thượng ảnh phải đền bù lo lắng nuôi nấng cái vợ con của cái anh thợ này, thì cái nhà máy che đường của ảnh cũng bị đồn thổi là có ma ám có gì đó. Rồi sau này thì ảnh bị sa sút bởi cái sự ảnh hưởng nhiều thứ. Sau cái chuyện của nhà anh Thượng thì thật sự là cái người dân ở đó họ bắt đầu thấy sợ và họ cũng râm ran, họ đồn thổi thêm về cái chuyện mà cặp đèn cày bái quan đã bị anh em nhà họ đập nát như thế, nên là anh em nhà họ đang gặp quả báo. Và cái câu chuyện á, nói tới đây thôi là mọi người đã thấy sợ rồi, nhưng không ai ngờ là tới cái chuyện của gia đình chị Hò thì đây lại quả là một cái chuyện kinh khủng, và thật sự thì cũng không giải thích được. Nếu nói đây là sự trùng hợp thì đây là một sự trùng hợp thật sự là khó tin. Đó là con gái của chị Hò, sau đó thì cô này cổ bị đau bụng và cổ có cái dấu hiệu là sinh non. Và cái thời đó đó thì họ còn nhờ đến cái bà mụ mà ở trong làng. Bà mụ này bà có cái kinh nghiệm, bà lớn tuổi mà mấy chục năm trong nghề rồi, thì bà đến bà khám. Bà khám thì bà mới nói rằng là coi bộ khó, cái ca này là bà không làm được, bây giờ bà nói chuyện đi xuống cái trạm xá khu vực đi. Thì mọi người bắt đầu mới đem đi xuống cái trạm xá khu vực. Xuống trạm xá khu vực thì mọi người cũng ở đó kêu là có dấu hiệu xanh gì đó, kêu nằm chờ để khám tới khám lui. Tại cái thời đó đó, cái điều kiện y tế còn nhiều hạn chế. Sau khi đau bụng dữ dội và có rất nhiều cái dấu hiệu bất thường thì họ mới nói là họ không thể nào cho cô này sanh được, và họ chuyển cô này lên bệnh viện huyện. Rồi khi mà lên bệnh viện huyện thì lên tới nơi thì đã quá trễ. Bác sĩ ở trên bệnh viện huyện người ta nói rằng là bị cái tình trạng gọi là nhao choàng. Và sau khi làm mọi cách để cứu cả mẹ lẫn con thì cái kết quả cuối cùng thì cả mẹ và em bé đều không qua khỏi. Đó là một cái điều thật sự kinh khủng. Kinh khủng đối với, không chỉ đối với chị Hò, mà đối với anh Thượng và anh Lực và cả cái làng đó lúc bấy giờ. Và lúc này thì anh em họ cũng như dân trong làng không thể nào lý giải nổi, ngoài cái chuyện họ tin rằng cái sự linh thiêng báo ứng của cặp đèn cày bái quan này
là có thiệt. Và sau cái chết của con gái chị họ thì anh em họ mới nhìn ra được cái lỗi lầm của mình, mới ngồi lại với nhau và mới bắt đầu yêu thương nhau lại, thì đã quá muộn rồi. Vừa rồi là một câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện mà được truyền miệng trong dân gian về những cái nghi thức tâm linh. Nếu chúng ta về miền Tây Nam Bộ á, chúng ta hỏi các vị cao niên về những nghi thức không chỉ là cặp đèn cầy bái quan mà cả những cái nghi thức tâm linh khác trong cái đám tang, thì cũng nghe các vị kể rất nhiều. Bên cạnh những cái điều mà chúng ta nên thực hiện thì còn có những cái điều cấm kỵ chúng ta không được phạm vào. Bởi vì các vị nói là đám tang tuy là của ông bà cha mẹ nhưng nó có những cái rất linh thiêng mà chúng ta không xem thường được, phải tránh hết sức để không gặp những cái hậu quả đáng tiếc, thậm chí là trong gia đình có cái người chết tiếp theo nữa. Qua cái đề tài cặp đèn cầy bái quan ngày hôm nay thì Quang Thảo thấy thế này: hai vị thần Hắc Bạch Vô Thường là nhân vật của truyền thuyết dân gian. Quang Thảo không dám nói là có hay không nha, nhưng mà rõ ràng khi chúng ta còn sống thì chắc chắn chúng ta sẽ không thấy mặt được hai vị này. Còn cái cặp đèn cầy bái quan nó linh nghiệm đến đâu thì chỉ có cái người đã cúng rồi, đã nhận cái thành quả rồi thì họ mới biết chắc được. Ở đây nó là một cái đề tài tâm linh, đôi khi nó giúp chúng ta là hiểu thêm cái thủ tục truyền thống trong cái tang lễ người Việt, và đâu đó nó cũng mang một cái màu sắc gì đó kỳ bí. Và cũng không loại trừ là sự trùng hợp, tùy theo cái cảm nhận của mỗi người thôi. Quang Thảo không dám kết luận là đúng hay sai, có hay không. Dù trong cuộc sống thì Quang Thảo có thấy nhiều người quen giữ lại cặp đèn cầy bái quan sau cái tang lễ của cha mẹ ông bà. Quang Thảo còn biết được là có một ông anh trong nghề á, cái hôm mà cúng khai trương cái dự án mới thì anh có đem cái cặp đèn cầy bái quan anh giữ lại sau cái đám tang của ba anh, và anh cúng trước mặt mọi người luôn, và anh thành tâm khấn vái, và rõ ràng là cái dự án nó thành công. Quang Thảo nghĩ là lúc nào nó cũng có hai trường hợp: một là trùng hợp, hai biết đâu là cái người cha già của anh có phù hộ anh thật. Và cái lòng tin về sự phù hộ của người thân đôi khi nó giúp anh mạnh mẽ hơn và anh quyết đoán hơn, thì đương nhiên anh dễ thành công hơn. Trong cuộc sống của chúng ta đôi khi nó có những cái việc rất là kỳ lạ. Chúng ta khởi động một cái dự án nào đó, chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ từng chi tiết một, từng khâu một, tưởng như là không có gì đánh bại được. Vậy mà vào phút chót chúng ta thất bại không ngờ luôn. Và những trường hợp này thì người ta nói là gì? Anh đó, chị đó đang thiếu một cái yếu tố của thiên thời địa lợi nhân hòa. Và cái sự thiếu một chút may mắn này người ta thiên về cái thuyết tâm linh, cái thuyết định mệnh. Cho nên là nếu chúng ta cầu một ai đó phù hộ cho chúng ta nương tựa vào một cái đấng linh thiêng nào đó để chúng ta thêm một cái chút yếu tố may mắn chúng ta thành tựu trong cuộc sống này, thì đó là một cái mưu cầu chính đáng, không có gì là sai cả. Nhưng mà cái câu chuyện anh em nhà anh Thượng thì lại khác. Chúng ta thấy ngay từ đầu họ rất u mê, cho nên họ chà đạp lên cái tình anh em, họ chà đạp lên cái chữ hiếu, bởi vì cha già vừa mất không được bao nhiêu ngày, họ đánh nhau trước bàn thờ của cha già như thế. Ngay từ khởi điểm họ đã phủi bỏ cái yếu tố gì? Nhân hòa. Thì chắc chắn họ sẽ không có thiên thời địa lợi được, đó là điều đương nhiên. Cái quan trọng đó là tất cả họ đều vướng vô tham sân si, rồi họ trở nên cuồng nộ. Và trong một cái khoảng thời gian ngắn, họ đã để cho cái năng lượng tiêu cực xâm chiếm hết toàn bộ. Và ở đây khi Quang Thảo tìm hiểu, Thảo biết được người ta gọi đó là gì? Đó là họ đã sinh ra một cái trường năng lượng xấu. Và khi cái yếu tố đủ mạnh thì cái trường năng lượng xấu đó, bất kỳ chuyện xấu gì nó cũng có thể xảy ra, và thậm chí nó xảy ra một cách gì đó nó thuộc về siêu nhiên. Vậy thì suy cho cùng, cái quả trong câu chuyện này là do cái nhân của họ gây ra. Thì Quang Thảo nghĩ là cái nhân quả này do chính họ tạo ra thì có vẻ nó hợp lý hơn là cặp đèn cầy bái quan trừng phạt anh em nhà họ. Bởi vì á nha, theo như cái quan điểm của Quang Thảo là nếu cái cặp đèn cầy bái quan mà linh thiêng thật sự, có cái phép thuật, hoặc là đây là hai vị Hắc Bạch Vô Thường thật sự, thì cặp đèn nó đã không bị gãy nát khi anh em họ đập rồi. Tại sao cái cặp đèn cầy này
nó vẫn bị hoại, bị hư giống như con người chúng ta, đúng như cái quy luật vô thường. Có nghĩa là có phá thì có hoại. Vậy thì tất cả có phải là nó thuận theo cái quy luật của vô thường không? Cho nên Quang Thảo nghĩ đây là cái quả do cái nhân của họ gieo. Và đương nhiên ở đây Quang Thảo không khẳng định hay là phủ nhận cái việc mà linh thiêng của cặp đàn cầy Bái Quan, nhưng Quang Thảo đang nói cái sự việc đúng như cái câu chuyện xảy ra của gia đình nhà anh Thượng. Còn về cái tục lệ truyền thống của người xưa để lại qua cái cặp đàn cầy Bái Quan trong cái tang lễ đó, thì Quang Thảo nghĩ là chúng ta cứ xem như đây là một cái kỷ vật thiêng liêng còn lại sau cái biến cố của gia đình là ông bà cha mẹ gì đó vừa mất, và chúng ta cứ coi như đó là cái sự nhắc nhớ về cái người thân của chúng ta đã nằm xuống, nhớ về công ơn cha mẹ ông bà, có ông bà cha mẹ mới có mình. Và chúng ta có cầu hay không cầu gì thì cha mẹ ông bà sẽ phù hộ cho chúng ta thôi. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản giống như lúc mà cha mẹ ông bà còn sống. Rõ ràng con cháu đâu có yêu cầu gì đâu, nhưng mà ông bà cha mẹ vẫn thương yêu mình vô điều kiện. Cho nên đó, chúng ta không cần cầu, chúng ta cũng sẽ được. Nếu như chúng ta sống đàng hoàng, tử tế, chúng ta làm đúng cái đạo lý, cái đạo nghĩa. Cho nên Quang Thảo nghĩ rằng biết đâu người xưa họ đưa ra cái nghi thức về cái cặp đèn cầy Bái Quan này để chúng ta nhìn vào cái sự thật về cái quy luật sinh lão bệnh tử. Ai rồi cũng chết. Hiểu về cái chết để sống cho đúng, đó là một cái mà Quang Thảo rất tâm đắc. Và Quang Thảo nghĩ rằng không cần phải tranh giành cặp đèn cầy Bái Quan đâu. Bởi vì trước hay sau thì tất cả chúng ta cũng đều được cặp đèn cầy Bái Quan. Ít nhất là nó thắp một lần trong đời của chúng ta. Đó là cái lúc chúng ta ra đi, chúng ta về cái nơi mà chúng ta thuộc về. Đến đây thì cái đề tài về cặp đèn cầy Bái Quan, linh thiêng báo ứng cũng đã hết. Quang Thảo chia sẻ rất thật về cái cảm xúc của mình về cái đề tài này. Và Quang Thảo hy vọng là qua cái câu chuyện này, mọi người cũng sẽ suy ngẫm cùng Quang Thảo được một cái gì đó trong cái cuộc sống này, bên cạnh cái sự thú vị của một đề tài tâm linh. Bây giờ thì Quang Thảo hẹn gặp lại mọi người ở cái đề tài tâm linh trong những tập khác tiếp theo. Quang Thảo xin kính chào, tạm biệt mọi người.